Chơi đồng hồ của chính hãng xin kính chào anh em và các bạn Chúng tôi giới thiệu đến anh em và các bạn chiếc đồng hồ Abutu Modern AR0055 Đây là dòng Đây là Modern Cao cấp Thuộc Abutu Đồng hồ cơ chạy máy cực kỳ chính xác Trung bình sai số nó khoảng độ tầm 1 giây trên một ngày Tần số 28.800 và có chữ thì ngoài 42 giờ Đồng hồ có kính trước Dạng sapphire Kính sau phủ sapphire Dạng cơ lộ đáy à, Nắp sau Là nắp bắt vít Có khả năng kháng nước 5 ATM Đồng hồ có đường kính 40mm không kể núm nếu mà kẻ các núm mà treo sang đến phải tầm 43 44 mm mặt số trắng dạng quân tờ tiền với 6 kim ờ, trong đó đây là kim chỉ lịch thứ đây là kim chỉ lịch tháng đây là kim 24 giờ GMT và lịch Moon phase lịch ngày là đây đồng thời ba uh, kim chính thì có dạ quang đồng hồ Abutu thì nó cũng có dây mơ dây mã với cái dòng Frank Muller Thụy Sĩ thế nên là những cái đồng hồ cao cấp của nó cũng được thừa hưởng khá nhiều những cái công nghệ cao và công nghệ chính xác nên là giá cả khi mới ra thị trường cũng tương đối đắt ví dụ như là dòng 055 và 056 thì khi mới ra nó khoảng độ tầm 1.400 1.500 USD Đấy. À, gần đây thì thương hiệu Abutu của Hoa Kỳ thì có liên kết uh, sản xuất hình như là là tại Trung Quốc hay sao ấy Nên một số model mới khá là rẻ Nó chỉ vào khoảng độ tầm 300-400 USD khi mới thôi Đấy. À, Nói quay lại với chiếc đồng hồ này Đây là có khả năng kháng nước 5ATM dạ quang sáng uh, Viền của chúng ta là viền thép đúc các bạn nhìn thấy đây không hề có mạ ở đây đây là thép đúc chính vậy mà quá trình đánh bóng sẽ rất là dễ dàng nếu giả sử có sức sát dây là khóa trung gập chiếc đồng hồ này thì nếu mà chỉ xét về cái thân đồng hồ hoặc khóa không xét về dây thì mình có thể nói đồng hồ mới khoảng 98 phần trăm nhưng mà cái dây và dây da thì chúng ta không thể nói vậy được vì là dây da theo thời gian thì nó